Xin chào toàn thể các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Lê Thị Thu Hương. Cô đến từ trường Trung học cơ sở Xuân Quan, huyện Văn Giang. Rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học hôm nay. Và cô hy vọng tiết học sẽ đem đến cho các em những điều bổ ích, lý thú. Các em thân mến, đề tài chiến tranh vốn là một đề tài quen thuộc của thơ ca. Đã có biết bao nhà thơ, nhà văn thành công về đề tài xúc động này. Và trong đó, chúng ta không thể không kể đến một Lê Minh Khuê, nữ nhà văn xuất sắc của xứ Thanh với truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi. Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu tác phẩm Những ngôi sao xa xôi. Về nội dung bài học, gồm có hai nội dung chính. Phần thứ nhất, tìm hiểu chung về tác giả Lê Minh Khuê và tác phẩm Những ngôi sao xa xôi. Phần thứ hai, chúng ta đi vào phần phân tích. Một là phân tích hoàn cảnh chiến đấu, công việc của ba nữ thanh niên xung phong. Hai, chúng ta phân tích hình ảnh ba nữ thanh niên xung phong. Và ở tiết một này, chúng ta dừng lại ở việc phân tích nhân vật chị Thao, Nho. Còn nhân vật Phương Định, các em sẽ học ở tiết học tiếp theo. Mời các em vào phần thứ nhất, tìm hiểu chung. Về tác giả Lê Minh Khuê. Lê Minh Khuê sinh năm 1949, quê ở Thanh Hóa. Năm 1965, khi ấy mới 16 tuổi, bà đã tham gia lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn và bắt đầu tham gia sáng tác những năm 1970. Bà là cây bút nữ chuyên viết truyện ngắn. Trong chiến tranh, đề tài truyện ngắn của bà hướng về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ trên đường Trường Sơn những năm chống Mỹ. Thì sau năm 1975, những tác phẩm của bà hướng tới những chuyển biến của đời sống xã hội và con người trên tinh thần đổi mới. Dù viết về chiến tranh hay về đời sống đổi mới, thì những sáng tác của bà luôn mang phong cách nữ tính, nhẹ nhàng mà tinh tế, sâu sắc. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, bà đã giành được rất nhiều giải thưởng có ý nghĩa, như Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012, Giải thưởng Văn học ASEAN 2019 và nhiều giải thưởng khác nữa. Cho đến nay, bà đã sở hữu 12 tập truyện ngắn mà mỗi tập truyện đều đánh dấu bước đường phát triển vững chắc của bà trong sự nghiệp sáng tác. Và trên màn hình các em quan sát, đó là bìa những tập truyện ngắn nổi tiếng của bà. Về tác phẩm. Thứ nhất, về hoàn cảnh ra đời. Dựa vào sách giáo khoa, các em cũng có thể dễ dàng phát hiện ra tác phẩm được sáng tác năm 1971 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta đang diễn ra vô cùng gay go, ác liệt. Với vốn sống phong phú, cùng tâm hồn tinh tế và ngòi bút sắc sảo, bà đã làm nên thành công cho tác phẩm này và bà đã từng chia sẻ. Ngày đó, tôi là phóng viên báo Tiền Phong, đã từng đi đến rất nhiều nơi chiến trường để viết báo. Năm 1971, tôi cùng một binh chủng làm đường đến đèo Cô Nan Nhíp và đã ở lại một đêm trong một hang đá cùng một tiểu đội công binh. Họ cũng là những người trẻ, hầu hết là học sinh trung học, những sinh viên đi tham gia kháng chiến. Sống cùng nhau, cùng tuổi, cùng lý tưởng như nhau trong một hoàn cảnh vô cùng ác liệt, nên dễ dàng hiểu và chia sẻ cho nhau. Trong tâm hồn những cô gái thanh niên xung phong, quê nhà bao giờ cũng hiện lên kỳ diệu. Và bởi vẻ đẹp kỳ diệu đó mà họ sẵn sàng hy sinh. Đó cũng chính là ý tưởng lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm qua truyện ngắn này. Như các em đã biết, việc đọc là một khâu quan trọng trong quá trình khám phá vẻ đẹp của mỗi tác phẩm văn học. Với tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, các em nên đọc với giọng đọc tự nhiên, pha chút hài hước, trẻ trung và đặc biệt lưu ý những lời thoại thể hiện cảm xúc của nhân vật. Truyện có thể tóm tắt như sau. Truyện kể về cuộc sống chiến đấu của ba cô thanh niên xung phong, tổ trinh sát mặt đường, gồm chị Thao, Phương Định và Nho. Họ sống trong một cái hang, trên một cao điểm tại một vùng trọng điểm của tuyến đường Trường Sơn những năm chống Mỹ. Công việc của họ là quan sát máy bay địch ném bom, đo khối lượng đất đá để lấp hố bom, đếm bom chưa nổ và phá bom. Là công việc nguy hiểm,
luôn phải đối đầu với cái chết, nhưng cuộc sống của họ vẫn không mất đi niềm vui, hồn nhiên của tuổi trẻ. Những giây phút thảnh thơi thơ mộng, họ rất gắn bó, yêu thương nhau dù mỗi người một cá tính. Trong một lần phá bom đầy căng thẳng, Nho bị thương, hai người đồng đội hết lòng lo lắng chăm sóc cho Nho. Cơn mưa đá chợt đến và vội đi đã gợi trong lòng Phương Định bao hoài niệm đẹp về mẹ, tuổi thơ và Hà Nội. Về bố cục của tác phẩm, chúng ta có thể chia làm 3 phần. Phần 1, từ đầu đến ngôi sao trên mũ, kể về hoàn cảnh sống và công việc của ba cô thanh niên xung phong. Phần 2, từ tiếp theo đến tôi tự biện ra nữa, kể một lần phá bom, Nho bị thương, cả tổ lo lắng chăm sóc. Phần thứ 3 là đoạn còn lại, là niềm vui của các cô với cơn mưa đá bất chợt. Tác phẩm được viết với thể loại truyện ngắn. Và với ngôi kể thứ nhất, có thể thấy việc lựa chọn ngôi kể thứ nhất và là Phương Định, nhân vật chính của truyện là một cô gái Hà Thành mơ mộng đầy cá tính, là một lựa chọn tinh tế của Lê Minh Khuê, bởi bà đã tạo được một điểm nhìn phù hợp, dễ dàng tái hiện cái hiện thực khốc liệt của chiến tranh, đồng thời khắc họa thế giới tâm hồn, cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật một cách chân thực, giàu thuyết phục nhất. Về nhan đề Những ngôi sao xa xôi, đã từng có bạn học sinh chia sẻ với cô rằng sao em thấy nhan đề dường như chẳng có gì gắn bó lắm với nội dung của tác phẩm. Còn các em thấy thế nào? Có thể thoạt đầu, chúng ta sẽ thấy gần như là như vậy. Bởi vì chỉ đến cuối của chuyện, trong dòng cảm xúc xúc động của Phương Định với cơn mưa đá, chúng ta mới thấy xuất hiện những ngôi sao. Nhưng khi hiểu tác phẩm rồi thì chúng ta thấy không phải là như vậy. Nhan đề Những ngôi sao xa xôi là một hình ảnh ẩn dụ đẹp, mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Ánh sáng của những ngôi sao vốn không rực rỡ chói chang như mặt trời, cũng không thấm đẫm bao phủ rộng khắp như mặt trăng. Mỗi vì sao nhỏ bé lại mang một vẻ đẹp kỳ diệu. Và nhà văn đã mượn vẻ đẹp lung linh kỳ diệu của những vì sao trên bầu trời ban đêm để ca ngợi tâm hồn trong sáng, bay bổng, đầy khát vọng và phẩm chất cách mạng sáng ngời của ba cô thanh niên xung phong ấy. Mỗi cô là một vì sao sáng trên bầu trời. Để hiểu hơn về tác phẩm, cô cùng các em chuyển sang phần thứ hai lớn, phân tích. Trước hết, chúng ta vào phần một nhỏ, phân tích hoàn cảnh sống, chiến đấu và công việc của ba cô thanh niên xung phong. Và để hiểu được hoàn cảnh sống, chiến đấu này, cô muốn các em hiểu hơn về con đường Trường Sơn huyền thoại của dân tộc Việt Nam những năm chống Mỹ. Đó là con đường chiến lược chạy dài hàng vạn km từ Bắc vào Nam, là mạch máu giao thông quan trọng giúp miền Bắc chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Và cũng chính vì vậy, con đường Trường Sơn đã bị Mỹ điên cuồng đánh phá nhằm cắt đứt mạch máu quan trọng này. Trong các chiến dịch đánh phá từ năm 1965 đến 1972, Mỹ đã huy động khoảng 733.000 chuyến máy bay, đánh phá khoảng 152.000 trận, ném xuống các tuyến đường Trường Sơn gần 4 triệu tấn bom đạn. Trong 10 năm, kể từ 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã giải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, bao gồm chất độc màu da cam có chứa dioxin, chất độc màu trắng để tàn phá rừng và chất độc màu xanh để tàn phá mùa màng. Những trang đầu tiên của tác phẩm, Lê Minh Khuê đã cho chúng ta thấy cái hoàn cảnh chiến đấu của ba cô gái ấy. Các em hãy nhìn vào phần truyện trích bên dưới. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường đi qua trước hang, kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa. Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh, chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc, những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gì nằm trong đất. Dựa vào đoạn văn, các em dễ dàng nhận thấy nơi ở của các cô là trong hang, dưới chân cao điểm, trong vùng trọng điểm của Trường Sơn. Nơi ấy tiềm ẩn cao độ sự nguy hiểm,
Bởi Trường Sơn đã máu nửa, nhưng trọng điểm của Trường Sơn lại máu nửa gấp ngàn vạn lần. Có những quả bom đã nổ, cách cửa hang của các cô ở chỉ có 300 mét, khói sộc vào tận trong hang. Và con đường Trường Sơn bị bom đạn tàn phá một cách khủng khiếp. Nó bị đánh lở loét. Trường Sơn, vốn xanh cây rừng là thế, mà hai bên không còn có lá xanh, chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Và những cái các cô phải đối diện hàng ngày lại còn vô cùng khốc liệt hơn. Đó chỉ có thể là tiếng máy bay rít, tiếng bom nổ. Đôi khi là tiếng máy bay trinh sát rè rè, tiếng máy bay phản lực gào thét. Và những tiếng bom nổ inh tai nhức óc làm rung chuyển cả núi rừng. Vậy là chỉ bằng những hình ảnh chọn lọc tiêu biểu cô đọng nhất, nhà văn đã khái quát lên hoàn cảnh sống chiến đấu gian khổ, hiểm nguy, đầy thử thách của các cô. Nó đòi hỏi ở các cô sự dũng cảm, gan dạ đến tuyệt vời. Và trong hoàn cảnh ấy, các cô làm những công việc gì? Các cô đã gắn bó với công việc ấy ra sao? Chúng ta sẽ quan sát đoạn văn ở bên dưới. Và các em sẽ dễ dàng nhận ra công việc của các cô đó là đo khối lượng đất đá phải lấp hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Các cô phải phơi mình trên cao điểm trong những giờ phút căng thẳng nhất. Và trong những công việc ấy, có lẽ nguy hiểm nhất là việc phá bom. Thử hỏi có ai không căng thẳng khi biết rằng mỗi bước chân mình bước tới là đến gần hơn cái chết đang đợi phía trước. Các cô đã phải bao lần thần kinh căng như chảo, tim đập bất chấp cả nhịp mỗi lần phá bom, bởi thần chết luôn lẩn trong những quả bom chưa nổ, đang ẩn mình đâu đó thật gần. Vậy mà công việc ấy, các cô không phải chỉ làm có một ngày, mà là thường xuyên, không chỉ có một lần, mà đến 3, 5 lần. Và các cô phải chạy trên cao điểm vào cái khoảng không gian ngột ngạt căng thẳng nhất. Ấy là khi máy bay thả bom vừa rời đi vẫn còn tiếng ầm ì vọng lại. Ấy là khi mặt đất còn bốc khói của những quả bom vừa nổ, không khí chưa thoát khỏi cái bàng hoàng. Những trang viết sâu lắng, tự nhiên mà giàu tình cảm của Lê Minh Khuê một lần nữa khắc họa cho chúng ta thấy cái công việc vô cùng nguy hiểm, luôn phải cận kề cái chết của ba cô. Nó đòi hỏi một ý chí kiên cường sắt đá, một lòng quả cảm lớn lao. Qua phần thứ nhất, bằng ngôn ngữ trẻ trung sinh động, giọng kể tự nhiên pha chút hài hước, nhiều câu văn ngắn giàu biểu cảm. Tác phẩm đã khái quát cho chúng ta cuộc sống chiến đấu khó khăn gian khổ và vô cùng ác liệt của ba cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Và không chỉ dừng ở đó, những chi tiết ấy còn giúp chúng ta hiểu hơn cái hiện thực khốc liệt của cả cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ mà oanh liệt của dân tộc chúng ta trong suốt những năm qua. Để hướng tới hiểu được nội dung tư tưởng của tác phẩm, chúng ta sẽ đi tìm hiểu hình ảnh ba cô gái thanh niên xung phong. Trước hết, chúng ta sẽ đi phân tích tìm hiểu về nhân vật chị Thao và Nho. Tuy không phải là nhân vật chính, song ngòi bút của Lê Minh Khuê vẫn vô cùng ưu ái, trân trọng, yêu thương khi nói tới hai cô gái này. Trước hết, chúng ta dễ dàng nhận thấy nơi các cô là một tâm hồn mơ mộng yêu đời trong những con người đầy cá tính. Với chị Thao, người tổ trưởng từng trải, chị đã đem vào chiến trường cái nét đáng yêu đầy nữ tính. Chị thích làm đẹp, áo nốt nào của chị cũng theo chỉ màu. Chị lại hay tỉa đôi lông mày của mình nhỏ như cái tăm. Và chị còn mê hát. Mặc dù chị hát đâu có hay, nhạc thì sai bét, giọng còn chua, không một bài nào chị hát trôi chảy,
mà chị có tới 3 quyển sổ dày chép bài hát, chép cả những lời Phương Định tự bịa ra. Nhưng kệ, chị cứ hát, hát để đem lại những giây phút bình thản của tâm hồn, để làm dịu đi cái không khí căng thẳng ác liệt nơi đây. Chị đem tới Trường Sơn máu lửa, cả cái tính sợ vắt và máu kỳ lạ của mình. Nên khi Nho bị thương, chị đâu dám đến gần, nhưng ta thấy trong cái nghẹn ngào, trong cái bước đi luẩn quẩn và trong ánh nhìn của chị đều đong đầy nỗi lo lắng, quan tâm sâu sắc. Cuộc sống chiến tranh ác liệt nơi Trường Sơn không làm chị mất đi cái ước mơ bình dị của mình. Chị muốn làm y sĩ, chồng chị sẽ là một anh bộ đội đeo quân hàm đại úy, hay đi xa và có dâu quay nón. Còn Nho, cô em út lại đáng yêu với vẻ ngoài xinh xắn. Cái cổ tròn, trông cô lúc nào cũng mát mẻ như que kem trắng. Và cô còn đáng yêu với cả sở thích ai hay ăn kẹo đầy trẻ con. Ước mơ của cô cũng thật đẹp. Xong chiến tranh, cô sẽ xin vào một nhà máy thủy điện lớn, sẽ làm thợ hàn, trở thành một cầu thủ bóng chuyền của nhà máy. Cô sẽ đập thật giỏi và biết đâu lại sẽ được người ta tuyển vào đội bóng chuyền của miền Bắc. Họ mơ mộng hồn nhiên là thế. Nhưng trong công việc, họ lại vô cùng gan dạ, trách nhiệm và dũng cảm. Từ đầu đến cuối chuyện, ta đều thấy ở chị Thao một sự bình tĩnh, tự tin, cương quyết đến táo bạo. Chị bình tĩnh ở cả những giây phút căng thẳng nhất, bình tĩnh đến phát bực. Ngay trong giây phút căng thẳng nhất nơi chiến trường, chị lại có thể bình thản lấy những viên bánh bích quy từ trong túi áo ngực, nhai một cách thanh thản. Thế nhưng, trong công việc, thì chị lại tỏ ra vô cùng cương quyết, táo bạo. Chị đã chỉ huy tiểu đội của mình bao lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gian khổ nơi chiến trường. Còn với Nho là cô em út trong tổ, nhưng cô luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Mặc dù bị thương, cô cũng không khóc. Cô còn trêu đùa với nụ cười đầy vui vẻ, vẫn say sưa thích thú với cơn mưa đá bất chợt cùng đồng đội. Bằng những lời kể ngắn gọn, tinh tế của nhà văn Lê Minh Khuê, chị Thao và Nho hiện lên là những cô gái hồn nhiên mơ mộng yêu đời, có tình đồng đội cao đẹp và gan dạ, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh. Hình ảnh của họ gợi nhắc cho ta về biết bao chiến sĩ, những cô gái thanh niên xung phong đã cống hiến cả tuổi xuân cho đất nước. Họ là những cô gái ngã ba Đồng Lộc, 10 cô gái ấy đang ở độ tuổi trẻ trung đáng yêu nhất. Nhưng sức ép của quả bom đã cướp đi vĩnh viễn cuộc đời tươi trẻ của họ. Nhưng chúng ta tin chắc rằng hình ảnh của họ sẽ mãi mãi đẹp trong những câu thơ. Gặp em trên cao lộng gió, rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ. Em đứng bên đường như quê hương, vai áo đẹp quàng súng trường. Vẻ đẹp của các cô đã khắc tạc vào núi rừng Trường Sơn. Một sự kỳ diệu, một sự lan tỏa cho các thế hệ mãi mãi về sau. Và đó còn là người chiến sĩ dũng cảm Nguyễn Văn Thạc. Hay là nữ bác sĩ anh hùng Đặng Thủy Trâm. Mặc dù họ đã hy sinh, nhưng những dòng nhật ký sâu sắc, giàu cảm xúc của họ vẫn còn ở lại, đem đến cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc hơn
về cuộc kháng chiến gian khổ của họ đã trải qua, về những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, để từ đó chúng ta thêm kính yêu hơn, trân trọng hơn. Những con người ấy đã khắc tạc vẻ đẹp của cả một thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ, cùng ca khúc quân hành của cha ông, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Họ đã sướng lên bài ca anh hùng của những bông hoa tuyệt đẹp nơi Trường Sơn máu lửa. Họ đã không bao giờ mất trong trái tim mỗi chúng ta. Họ bất tử, họ mãi mãi. Ở tuổi 20 và những cô gái thanh niên xung phong của Lê Minh Khuê mãi mãi sẽ là những ngôi sao sáng kỳ diệu đẹp lung linh. Mỗi chúng ta khi ngước lên bầu trời đen sẽ nhìn thấy những ngôi sao sáng ấy, và chúng ta nhìn thấy hình ảnh của những cô thanh niên xung phong năm nào. Những cô thanh niên xung phong ấy đã đi vào trang văn của Lê Minh Khuê và của bao nhà văn nhà thơ khác. Những trang văn ấy sẽ giúp các em biết trân trọng, tự hào hơn về dân tộc Việt Nam anh hùng. Việt Nam, ôi Việt Nam tổ quốc thương yêu, trong khổ đau người đẹp hơn nhiều, như bà mẹ sớm chiều gánh nặng, nhẫn nại nuôi con một đời im lặng. Đồng thời, những trang văn ấy biết các em quý trọng hơn cuộc sống ngày hôm nay, cuộc sống hòa bình mà chúng ta đã phải đánh đổi bằng bao mồ hôi, nước mắt, máu xương của những thế hệ cha ông đi trước. Và đồng thời cũng hướng các em tới những mục đích sống cao đẹp, biết cống hiến, biết hy sinh, biết cho. Như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết, nếu là con chim chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Nẽ nào vay mà không có trả, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Nếu cho của các cô thanh niên xung phong thời chống Mỹ là sự cống hiến hết mình, là sự xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc, thì cho của các em hôm nay là việc học tập chăm chỉ, là sẵn sàng đến những nơi khó khăn nhất khi Tổ quốc cần. Bởi vì đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Phần bài tập về nhà của tiết học hôm nay, cô hướng các em đến hai bài tập. Bài tập thứ nhất, các em sưu tầm những bài thơ, câu chuyện viết về tuổi trẻ Việt Nam những năm chống Mỹ. Ngoài văn bản này, các em có thể đã có nhiều những văn bản khác đã học trước trong chương trình ngữ văn 9 hoặc chương trình ngữ văn 6, 7, 8. Nhưng đồng thời, các em có thể tìm kiếm trên mạng Internet và bổ sung vào kho tàng hiểu biết của chúng ta những tác phẩm, những câu chuyện, những bài thơ viết về những người chiến sĩ, những cô thanh niên xung phong đã hy sinh cả tuổi xuân cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước hào hùng năm xưa. Và ở mỗi câu chuyện, mỗi bài thơ ấy, các em cố gắng đọc, tìm hiểu để cảm nhận vẻ đẹp riêng của mỗi nhân vật ấy, đồng thời sẽ lắng đọng những câu thơ hay nhất, các em ấn tượng nhất trong trí nhớ của mình. Và những câu thơ, những câu chuyện ấy sẽ trở thành những tư liệu quý báu cho các em làm văn nghị luận về đề tài chiến tranh và những con người yêu nước. Bài tập thứ hai, đó là các em sẽ viết đoạn văn cảm nhận về hoàn cảnh sống, chiến đấu và công việc của ba cô thanh niên xung phong. Ở bài tập này, các em sẽ triển khai bằng một đoạn văn. Và kết cấu của một đoạn văn như các em đã biết sẽ gồm bố cục 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Trong phần thân đoạn, các em phải nêu ra được những nhận xét, đánh giá của mình về hoàn cảnh sống, chiến đấu, công việc của ba nữ thanh niên xung phong trong tác phẩm như chúng ta đã tìm hiểu trên bài học. Và đồng thời, để làm sáng tỏ những cảm nhận, những nhận xét của mình, các em sẽ đưa ra những dẫn chứng là những hình ảnh, những chi tiết được chọn lọc đắt giá nhất từ các tác phẩm, và chúng ta sẽ phân tích để hướng tới
làm sáng tỏ những cảm nhận, nhận xét của mình về hoàn cảnh sống, chiến đấu và công việc của ba cô thanh niên xung phong. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hy vọng sau bài học này, các em sẽ có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống chiến đấu khắc nghiệt nơi Trường Sơn. Đồng thời, trong tâm hồn của các em sẽ lắng đọng những vẻ đẹp ấn tượng về ba nữ thanh niên xung phong là tiêu biểu cho vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ. Cô xin chào tạm biệt các em.